Sáng sáng mùng 7 tháng 2, MU tiếp đón Everton ở vòng 23 ngoại hạng Anh trên sân nhà Old Trafford. Mục tiêu 3 điểm là chắc chắn với Man United để tiếp tục cạnh tranh vị trí số 1 với gã hàng xóm Man City, đồng thời giữ khoảng cách với những đội bám đuổi phía sau. Những diễn biến từ trận đấu ra sao, hãy theo dõi hết video của Bóng Đá M Plus để có được những góc nhìn và đánh giá chính xác nhất. Tiếp đón Everton, MU bố trí Edinson Cavani đá trung phong thay vì Anthony Martial và sự tin tưởng của huấn luyện viên Solskjaer đã được đền đáp xứng đáng. Với sự trở lại của Cavani trên hàng công và tâm lý hưng phấn sau trận đại thắng Southampton cách đây ít ngày, MU nhập cuộc đầy tự tin. Các học trò của huấn luyện viên Solskjaer đẩy nhanh tốc độ trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc và chơi pressing chủ động khiến Everton không thể lên bóng. Phút 24, từ đường truyền chuẩn xác của Marcus Rashford ở ngoài vòng cấm, Cavani chọn vị trí khôn ngoan rồi đánh đầu quyết đoán tung lưới Everton mở tỷ số. Đến phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, Bruno Fernandes nhân đôi cách biệt cho MU với cú sút tuyệt đẹp bằng chân phải từ ngoài vòng cấm. Bóng đi mạnh, vượt qua tầm với của thủ thành Robin Olsen bay thẳng vào lưới. Sau vậy, chỉ trong vòng 3 phút đầu hiệp 2, từ 49 đến 52, sự sơ hở nơi hàng thủ đã khiến MU phải liên tiếp nhận bàn thua. Phút 49, từ tình huống tỉa bóng của Calvert-Lewin, David De Gea đẩy ra và Doucouré chớp thời cơ nhanh, đệm bóng cận thành rút ngắn cách biệt. Đây là pha bóng mà Harry Maguire đã tỏ ra chậm chạp khi không thể theo kịp tốc độ của Calvert-Lewin. Đến phút 52, Doucouré trở thành người kiến tạo cho James Rodriguez ra chân căng như kẻ chỉ trong vòng cấm, tung lưới MU gỡ hòa hai đều. Một khoảnh khắc tiếp tục cho thấy sự yếu kém nơi hàng thủ quỷ đỏ bởi không một ai theo kèm James để tiền vệ này giành chân dứt điểm. MU sau đó đã miệt mài tấn công và tới phút 70, McTominay bật cao đánh đầu, nâng tỷ số lên 3-2 từ quả đá phạt bên cánh trái của Luke Shaw. McTominay đã ghi 4 bàn chỉ sau 6 cú dứt điểm gần nhất ở Premier League. Một tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng quá tuyệt vời của ngôi sao sinh năm 1996. Nắm lợi thế, Quỷ Đỏ kéo toàn bộ đội hình xuống phòng ngự nhằm bảo toàn thành quả. Song mọi thứ lại sụp đổ vào đúng giây cuối cùng của phút bù giờ thứ 5. Từ quả đá phạt trách bên cánh trái khá xa, Michael Keane đánh đầu ngược để Calvert-Lewin băng xuống đánh bại De Gea, gỡ hòa 3 đều nghẹt thở cho Everton. MU đã trụ vững nhưng việc không thể theo kèm Calvert-Lewin đã khiến họ phải nhận trái đắng. Chung cuộc, MU hòa Everton 3 đều ở Old Trafford tại vòng 23 ngoại hạng Anh. Kết quả tai hại này là MU lỡ cơ hội vượt mặt Man City trên bảng xếp hạng. Họ hiện sở hữu 45 điểm, kém Man xanh 2 điểm nhưng đã đá nhiều hơn 2 trận. Nếu Man City tận dụng triệt để cơ hội của mình, khoảng cách tạo ra có thể lên tới 8 điểm và khi đó, cơ hội bám đuổi của Quỷ Đỏ thực sự rất mong manh. Không những vậy, Quỷ Đỏ còn có nguy cơ mất ngôi nhì bảng và tay Leicester nếu bày cáo hạ Wolverhampton ở trận cầu tối nay mùng 7 tháng 2. Trước khi phải đụng độ một loạt đối thủ khó nhằn từ Chelsea, Man City đến West Ham trong giai đoạn cuối tháng 2 đầu tháng 3, MU sẽ có hai trận đấu khá dễ thở trước West Brom và Newcastle. Đây là cơ hội để Quỷ Đỏ tích lũy điểm số trước khi nghĩ tới những điều cao xa hơn. Bruno Fernandes tiếp tục là tâm điểm trong mọi trận đấu của Man United. Trước Everton, tiền vệ người Borussia tiếp tục rực sáng khi góp công lớn trong cả hai bàn thắng của hiệp 1. Đầu tiên, anh chính là người chuyền ra cho Rashford tạt bóng chuẩn xác để Cavani mở tỷ số. Tiếp đó, đích thân Bruno vẽ nên một siêu phẩm khi lái quả bóng từ góc không tưởng vào thẳng góc xa của Everton. Kể từ lúc ra mắt Premier League, Bruno đã ghi tới 21 bàn, chỉ kém một mình Salah là 22 bàn. Everton cũng là đối thủ ưa thích của cựu tiền vệ Sporting với 4 lần phá lưới đối thủ. Edinson Cavani cho thấy anh không phải một phương án dự phòng cho những chân sút trẻ của MU nếu cứ tiếp tục thi đấu như thế này. Sự già dơ trong di chuyển, chọn vị trí và đưa ra quyết định ở những thời điểm then chốt khiến Cavani nổi bật hơn hẳn Martial trong vai trò trung phong. Cavani chính là người mở tỷ số cho đội chủ nhà với một pha đánh đầu cận thành dễ dàng, nhưng điểm nhấn chính là pha di chuyển vòng ra sau lưng trung vệ Everton. Đây đã là pha lập công bằng đầu thứ tư trong 6 bàn của Cavani tại Premier League. Hiện tại, khả năng không chiến của anh chỉ kém Dominic Calvert-Lewin là 5 bàn. Gary Neville chỉ ra hai yếu tố khiến Cavani trở nên khác biệt so với Anthony Martial và Marcus Rashford. Đó là cường độ hoạt động chăm chỉ và khả năng di chuyển chiến thuật khôn ngoan. Phát biểu với Sky Sports, cựu đội trưởng Man United cho hay: "Thời gian đầu tôi có chút lo lắng, Cavani gia nhập Man United khá muộn ở phiên chợ hè năm ngoái. Nó khiến tôi liên tưởng đến những bản hợp đồng chữa cháy thất bại trước đây. Mặc dù vậy, tôi phải thừa nhận, Cavani là một trường hợp ngoại lệ. Đẳng cấp của cậu ấy là điều đã được thừa nhận. Tuy nhiên, thái độ tập luyện và thi đấu chuẩn mực
là thứ biến Cavani trở nên thực sự khác biệt. Kỹ năng kiểm soát bóng nơi Cavani tốt hơn nhiều so với Martial, Rashford, Mason Greenwood. Họ phải học hỏi Cavani về cách di chuyển trên sân khi không có bóng. Ba cầu thủ trẻ của Quỷ Đỏ không cho thấy đẳng cấp, sự tự tin khi được xếp ở vai trò số 9. Cavani đã tạo ra sự khác biệt khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Di chuyển, kiểm soát bóng, tầm ảnh hưởng, kinh nghiệm và cả thể lực nơi cậu ấy đều vượt trội so với các tiền đạo khác của Man United. Thế nhưng, hàng công làm tốt bao nhiêu thì ở trận đấu này, hàng thủ lại phá bấy nhiêu. Những tưởng sau thời gian dài ổn định, hàng thủ của MU đã chắc chắn hơn và không còn trực tiếp ném đi những điểm số quý giá của đội nhà, thì mọi thứ lại tái hiện đầy đau đớn trước Everton. Ở trận đấu thứ 100 cầm quân ở Premier League, Sosa phải chứng kiến MU có lần thứ 2 trong lịch sử giải đấu, không thể thắng dù dẫn tới 2 bàn chỉ trong hiệp 1. MU có quá nhiều lợi thế để giữ chọn 3 điểm nhưng đều đánh rơi một cách dễ dàng. Các bàn thua đều có lỗi của hàng thủ khi từ De Gea, Fred đến Maguire đều có những pha xử lý không đúng với đẳng cấp của mình. Việc để thủng lưới ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu là điều không thể chấp nhận được với một ứng viên vô địch. MU đã phải nhận tới 18 bàn thua trên sân nhà ở Premier League mùa này. Chỉ ít hơn West Brom có 31 bàn thua và Newcastle có 21 bàn thua. Chưa dừng lại ở đây, Man United còn đón nhận thêm hung tin ở trận đấu này. Cụ thể, Paul Pogba tỏ ra cực kỳ đau đớn sau một pha xử lý trong hiệp 1. Ngay lập tức, huấn luyện viên Solskjaer buộc phải tung Fred và thay Pogba ở phút 39. Theo Daily Mail, tiền vệ người Pháp gặp vấn đề ở đùi và có thể sẽ nghỉ thi đấu vài trận. Đây rõ ràng là tổn thất quá lớn dành cho Man United. Bởi lẽ, Pogba đang thi đấu rất hay và trở thành cái tên khó thay thế ở tuyến giữa. Huấn luyện viên Solskjaer chia sẻ về tình hình của cậu học trò. Pogba gặp vấn đề và bị đau ở cơ đùi. Chúng tôi chưa rõ mức độ. Ngày mai, cậu ấy sẽ được đưa đi chụp chiếu. Khi ấy, chúng ta biết được tình hình cụ thể. Trong hiệp 2, Man United đã chơi thứ bóng đá chất lượng, nhưng chúng tôi phải nhận 3 bàn thua từ 3 cột sút trúng đích. Khi trận đấu còn 4 phút bù giờ, tất cả những gì Man United phải làm là đẩy bóng ra góc sân và chờ đợi. Nhưng chúng tôi không làm thế. Trong suốt trận đấu, chúng tôi phải lường được một hoặc hai khoảnh khắc ấn tượng từ phía đối thủ. Everton sút 3 quả, tất cả đều trở thành bàn thắng. Khi một trong số đó ghi ở phút bù giờ, không tránh được cảm giác thất vọng. Huấn luyện viên Solskjaer thất vọng khi Man United đánh rơi 3 điểm đầy đáng tiếc. Theo WhoScore, De Gea là cầu thủ tệ nhất trên sân với số điểm là 4,7. Harry Maguire có lỗi trong 2 bàn thua, nhận 5,7 điểm. Đây là trận đấu tệ nhất của thủ quân MU từ đầu mùa. Fernandes và Cavani đều chơi hay trước Everton, nhưng màn trình diễn tệ hại của hàng thủ MU đã phá hỏng tất cả. Theo Opta, đây là lần thứ 2 trong lịch sử Premier League MU rơi chiến thắng khi dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1 ở Old Trafford. Lần trước đó là trận hòa 2 đều của MU trước West Brom vào tháng 10 năm 2010. Quỷ Đỏ đã nhận 30 bàn thua từ đầu mùa, là một trong 7 đội có hàng phòng ngự tệ nhất Premier League 2020-2021. Phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Carlo Ancelotti phát biểu sau trận hòa 3 đều giữa MU và Everton tại sân Old Trafford. Ông thầy người Italia nói với BBC Sport rằng, đó là một trận đấu với nhiều cảm xúc. Trong hiệp 1, chúng tôi chơi không tồi, nhưng thay vì tiến lên, chúng tôi lại lùi về phía sau. Tôi đã nói với các học trò, hãy chơi với lòng dũng cảm hơn, hãy tiến lên phía trước. Đó là điều các bạn cần làm trong hiệp thi đấu thứ hai. Chúng tôi đã chơi dũng cảm hơn trong hiệp 2. Everton tấn công và dồn ép MU. Chúng tôi đã có được những bàn thắng. Với những gì đã thể hiện, chúng tôi xứng đáng có một điểm. Trận hòa trước MU chẳng khác nào một chiến thắng vậy. Everton đã thi đấu với một trong những đội bóng xuất sắc nhất Premier League. Chúng tôi không ở cùng đẳng cấp với họ, nhưng đã chiến đấu hết khả năng của mình. Tôi tự hào về đội bóng của mình, đó là một cảm xúc tuyệt vời. Tôi phải dành cho James Rodriguez những lời khen. Cậu ấy dính chấn thương ở cuối hiệp 1, bắp chân của cậu ấy căng cứng. Tuy nhiên, cậu ấy nói rằng muốn tiếp tục thi đấu. Đó là rủi ro, nhưng tôi tin tưởng vào James và cậu ấy đã tỏa sáng với một bàn thắng. Bàn thắng gỡ hòa 3 đều ở phút 95 của Calvert-Lewin là cú dứt điểm duy nhất của tiền đạo sinh năm 1996 ở trận đấu này. Trung phong của Everton đã ghi 13 bàn ở Premier League mùa này, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ Anh nào khác trong cùng giải đấu. Calvert-Lewin rất hạnh phúc với pha lập công có được, giúp Everton mang về một điểm, anh nói với BBC Sport. Những bàn thắng ở phút bù giờ luôn mang đến nhiều cảm xúc. Khi ghi bàn, tôi ăn mừng cuồng nhiệt. Tôi không biết mình có việt vị hay không. Tôi thậm chí không biết thủ môn Robin Olsen lên tham gia tấn công. Ở thời điểm đó, tôi chỉ nghĩ đến việc ăn mừng. Tôi đã cố gắng tiếp xúc bóng và thật vui khi bóng đi vào lưới. Đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Everton. Chúng tôi đã chơi cố gắng trong cả trận đấu và xứng đáng với một điểm.
Tôi hạnh phúc khi ghi bàn và mang về điểm số cho câu lạc bộ. Đánh rơi điểm số ngay tại Trafford sẽ khiến Man United tụt lại trong cuộc đua vô địch, nhưng nó cũng cho ban huấn luyện nhìn ra những vấn đề rõ ràng mà Quỷ Đỏ cần phải khắc phục nếu muốn đi đường dài. Trước mắt sẽ là lịch thi đấu dày đặc cùng các trận đấu khó nhằn tại Premier League cùng với Europa League, và Solskjaer cùng các học trò sẽ phải cố gắng hơn nữa để không bị bỏ lại phía sau. Trên đây là những nhận xét đánh giá của Bóng Đá M+ về trận đấu giữa Man United gặp Everton. Còn bạn, bạn nghĩ gì về trận đấu này thì hãy để lại ý kiến của mình xuống phía dưới phần bình luận. Còn bây giờ, xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào tín hiệu chuông để luôn nhận được những thông báo mới nhất từ Bóng Đá M+. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!